Kim Anh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Tò Mò Showbiz được phát sóng đều đặn vào tối thứ bảy hàng tuần trên VTV các 4 kênh Love. Ở đây chúng ta sẽ được lắng nghe tất tần tật những bí mật xoay quanh hậu trường, những câu chuyện lần đầu được tiết lộ bởi những người nổi tiếng. Nếu như mà quý vị đang theo dõi những dòng chảy âm nhạc hiện nay thì chắc chắn quý vị sẽ thấy rõ sự lên ngôi của dòng nhạc underground và cụ thể là sự ra đời của những chương trình về rap với rất nhiều tài năng nổi bật dù họ còn rất trẻ. Và trong số đó thì không thể không nhắc đến đó chính là Kenzy của nhóm P336, thí sinh nhỏ tuổi nhất của King of Rap nhưng được rất nhiều khán giả quan tâm. Vì vậy hôm nay Tò Mò Showbiz đã mời đến đây Kenzy và cùng với một thành viên nữa rất dễ thương của nhóm P336 để chúng ta có cơ hội hiểu rõ hơn với các bạn. Xin được chào đón Kenzy và Kira. Đầu tiên thì phải rất là cảm ơn các bạn bởi vì các bạn đã dành thời gian quý báu của mình đến với chương trình ngày hôm nay. Thì trước khi chúng ta trò chuyện với nhau gần gũi hơn thì ngay bây giờ hãy cùng đến với trò chơi mang tên là Ai hiểu ai hơn trong phần Ai là ai. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tò Mò Showbiz. Trước khi chúng ta trò chuyện cùng với những vị khách mời đáng mến này thì ngay bây giờ hãy cùng tham gia vào trò chơi đầu tiên mang tên là Ai hiểu ai hơn. Xin chào các bạn. Xin chào chị. Wow, không biết là các bạn đã sẵn sàng đến với phần thử thách đầu tiên này chưa nhỉ? Dạ rồi. Còn Kenzy? Em hơi lưỡng lự tại vì là em không chắc là em có hiểu rõ bạn đối thủ của em không? Đã dùng từ là đối thủ rồi đấy. Vậy là em cũng phải chơi nghiêm túc mới được. Chắc chắn rồi, không được lơ là nha, không được nhường nhau nha. Thì trò chơi của chúng ta sẽ như sau. Trước mặt các bạn đang là hai chiếc chuông màu đỏ. Nhiệm vụ của các bạn đấy là sau khi nghe câu hỏi của Kim Anh xong, các bạn phải mau chóng giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Các bạn cũng có thể là bấm chuông của đối phương để bắt cho đối phương phải trả lời câu hỏi đó nếu như mà bạn không chắc chắn hoặc là không biết về câu trả lời. Là đó. Ăn không được hết, phá đúng rồi. Câu hỏi thì rất đơn giản thôi, có thể là xoay quanh cuộc sống hoặc là công việc, sở thích cá nhân của nhau để xem là mức độ hiểu nhau của các bạn là như thế nào. Thông qua đấy thì quý vị khán giả cũng sẽ hiểu các bạn hơn. Các bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Yeah. Một điểm lưu ý nữa đấy là ai thua thì người đó sẽ phải nhận thử thách đến từ người thắng. Bất kỳ cái gì à? Bất kỳ cái gì mà mình thích. Nghĩ dần đi. Rồi các bạn hãy thử chiếc chuông của mình đi nào. Ok, rất tốt. Lắng nghe câu hỏi thật kỹ này. Hai bạn gặp nhau lần đầu ở đâu? Kenzy. Em nhớ em lần đầu gặp Kira là ở một lớp học thanh nhạc. Lúc đó là có em, Kira và một bạn cùng nhóm nữa, đó là Việt Thi. Bạn không nhớ đúng không? Đúng không? Hình như đâu phải đâu. Ý là cũng là lớp học thanh nhạc nhưng mà không phải gặp chung với chị Việt Thi. Thế thì là ở đâu? Em là hình như lúc đầu lần đầu em gặp thì chắc là khác. Tại vì bạn này thì lúc đó là bạn học ở đó lâu rồi. Thì bạn có đi diễn. Thì lần đầu em gặp bạn là trong nhà hát Bến Thành. Chắc sai đó chị, trừ điểm. Thế thì một điểm dành cho Kira là hợp lý. Xin cảm ơn bạn. Kenzy đã phục chưa? Dạ ok. Không phục thì cũng phải phục thôi. Câu hỏi thứ hai này, cho bạn thần tượng của đối phương là ai? Kira. Vậy là Sơn Tùng MTV. Chính xác. Này cả nhóm ai em cũng biết hết. Thế à? Thế còn thần tượng của Kira là ai? Dạ thần tượng Kira là nhóm BTS rồi. Có điểm gì hấp dẫn và thú vị từ những nhóm nhạc này mà các bạn yêu thích? Thật sự lúc đầu ấy là em là một người kiểu như là không có chơi internet nhiều ấy, nên là em chỉ biết những dòng nhạc của thị trường Việt Nam là kiểu dân ca hoặc là cải lương này nọ, tại vì ba mẹ em thích á. Nên là lần đầu em tiếp xúc với lại K-pop á thì em cũng không có rành nhiều và em cũng chỉ nghe nhạc bởi vì em thấy bắt tai nghe hay. Nhưng mà lúc mà em lần đầu em được coi concert của BTS á, em cảm thấy năng lượng của họ, kiểu cảm thấy em cực kỳ thích á, kiểu cảm thấy mình hút cực kỳ á. Sau đó là tìm hiểu thì càng tìm hiểu càng mê á. Và kiểu biết được họ bắt đầu từ con số âm á và đi lên á thì em kiểu rất là hâm mộ và kiểu cũng lấy nó làm mục tiêu để phấn đấu của mình cho sau này. Hay quá. Thế còn Kenzy thì sao? Điểm gì hấp dẫn của Sơn Tùng MTP mà bạn cảm thấy yêu thích? Dạ, điểm mà em yêu thích của anh Sơn Tùng MTP thì cũng giống như mọi người là ảnh đầu tiên là ảnh sáng tác. Những sáng tác của ảnh rất là nghe, rất là bắt tai. Và
Hiện tại thì anh lại làm chủ tịch của một công ty của riêng ảnh nữa, thì em khá là ngưỡng mộ ảnh. Và ảnh cũng là một hình mẫu mà em muốn hướng đến. Như vậy là một điểm tiếp theo dành cho Kira. Dạ, hay không? Câu hỏi thứ 3 này, Kenzi cố gắng nha. Dạ. Theo bạn, đối phương lưu tên của bạn trong điện thoại là gì? Biết chết liền. Em thảo quá. Nè. Ủa em nhanh hơn mà. Kira phải trả lời rồi. Em đoán thôi nha, em không biết. Chắc là Kira Kira. Em nghĩ đơn giản. Đúng một nửa. Đúng một nửa. Kira Kira xinh đẹp, Kira Kira đáng yêu, Kira Kira tài giỏi hát hay cái gì đó. Em lưu tên của Kira trong điện thoại là gì? Dạ là B336 Kira. Đấy, đơn giản vậy thôi á. Em lưu đơn giản mà em không có chạy B336. Là gì? Em là Kenchi. Kenchi. Không, khoan. Dạ thôi. Để em nhớ coi mình có lưu tên Kenchi anh bà chưa ta. Tại vì em mới đổi điện thoại á, nên là em cũng không biết. Đây, đây, đây. Nói tới đổi điện thoại thì cũng phải nhắc tới Kira là một người vụng về. Từ khi vào nhóm thì Kira đã đổi khá nhiều điện thoại. Chủ yếu là do Kira hay quên á. Xong lâu lâu đi đâu là quên điện thoại đó, xong có khi mất luôn. Cho nên phải có điện thoại. Thực ra là trước giờ em xài điện thoại đúng kiểu cùi bắp ấy. Kiểu xong lần đầu tiên cuộc đời em được xài một cái điện thoại mà nó cực kỳ xịn. Tại vì em vừa mới thi tuyển sinh xong mà được điểm cao ấy. Hôm qua mẹ em thưởng, xong vừa mới được chưa đầy một tuần. Hôm đó trời mưa rất là lớn, em vẫn còn nhớ. Xong cả đám nhóm em đang đi chuẩn bị đi ra ngoài quán nhậu để đi ăn. Nhưng mà tụi em không nhậu, phụ huynh nhậu, tụi em chỉ ăn thôi. Xong kiểu vừa đi ra ngoài thì em nghe cái bộp. Xong nhìn lại cặp chưa khóa, nhìn xuống đất thấy điện thoại nằm ở dưới đất. Trời ơi. Em kiểu đúng sốc luôn, nhưng em nghĩ là mới rớt một lần không sao. Tại điện thoại cũ của em á, em rớt một chục lần nhưng không bị gì. Nhưng mà tự nhiên không phải sao nó có nguyên cái lằn trắng, xong em phải đi sửa điện thoại luôn. Nói chung khá là cay, khá là buồn. Hôm đó em bị ban. Chắc là mắng hả? Dạ đúng rồi. Xin lỗi là câu hỏi này chưa có ai giành được điểm cả. Tỷ số vẫn là 2-0 dành cho Kira. Câu hỏi tiếp theo này. Theo bạn, đối phương thích ăn món gì nhất? Em đoán nha, tại vì có một khoảng thời gian mà em thấy lúc nào Kenchi cũng kêu là đi ăn sushi ấy. Thì em nghĩ chắc là sushi. Em không chắc. Em đoán. Có đúng không hả Kenji? Dạ, nói chung là sai rồi. Nhưng mà Phục cũng phải có giải thích là tại vì em hay lên mạng xem thấy người ta ăn gì sao em thèm đó. Thì trong cái đợt đó thì em lại thấy người ta ăn sushi. Mà mình kêu mọi người đi ăn sushi thì mọi người không chịu, thì em thì cứ mỗi lần mọi người hỏi đi ăn gì là em cứ bảo đi ăn sushi thôi. Cho nên là Kira hiểu như thế thì cũng được. Nhưng mà cũng được thôi, nhưng mà nó không phải đáp án của em. Hồi sao nãy giờ toàn em bấm trả lời ấy, bạn cũng bấm một cái đi để coi mình biết ăn gì không. Thế bây giờ Kenji thử đoán xem là món ăn yêu thích nhất của Kira là gì. Em cũng không biết mà. Nhưng mà em nghĩ là gà rán. Cũng là gà nhưng mà chưa chính xác. Em nghĩ là sẽ cho bạn một cơ hội. Em nghĩ là cái món nào mà kiểu em nhắc tới nhiều nhất á. Thì em ghi trong đó là chân gà rút xương. Đúng rồi. Nhưng dù sao thì hai bạn vẫn chưa trả lời đúng, nên không ai giành được điểm cả. 2-0 vẫn là thuộc về Kira nhé. Yeah. Bây giờ để tăng tính kịch tính của chương trình thì chúng ta sẽ có một luật chơi bổ sung. Đấy là nếu như không trả lời đúng thì sẽ bị trừ 1 điểm. Lên. Tập trung này. Đặt tay vào chuông này. Theo bạn, tật xấu của đối phương là gì? Kenji. Em không biết tật xấu của bạn này là gì, nhưng mà em thấy tật xấu nhất là kiểu mọi người trong group nhóm thông báo một việc gì đó là thường thường bạn sẽ không check tin nhắn. Thế thì có thể tóm gọn lại bằng những từ nào? Chuyên văn trả lời được chị. Em không... Từ từ. Cũng về. Phải. Cũng đúng. Nhưng mà cái từ đúng chính xác nhất là cái gì chị? Là hay quên và hậu đậu. Cũng gần đúng. Cũng gần đúng mà. Dạ đúng rồi. Đúng. Nhưng mà phải nói một điều là không phải là em hay không check tin nhắn của mọi người, nhưng mà trường của em bị một cái kiểu như là truyền thống là không bao giờ được mang điện thoại. Thậm chí giờ chưa giờ nghỉ. Nên là đến khi nào em ra về em mới được check tin nhắn. Nhưng mà ra về em cũng không cầm điện thoại luôn. Đến khi đi B6. Tại vì em đi trên đường đi về, xong đi về là em đi liền tới công ty để em tham gia trong B6. Thì lúc đó em mới check được. Thì từ sáng tới tin nhắn từ sáng chiều em có thể check được. Nên là nhiều lúc buổi tối phải ngủ sớm để sáng mai đi học, vì ba mẹ kiểu gọi là với trẻ dùng cái từ là găng, sao chị găng á. Thì em
ít có cơ hội tiếp xúc với điện thoại. Còn mỗi lần mà mọi người nhìn thấy mà em cầm điện thoại trong B36 trong công ty á, là những cơ lần hiếm hoi em được cầm điện thoại trong ngày. Vậy lần đó là em đều check rồi nha. Với đáp án vừa rồi đến từ Kenji thì Kira có chấp nhận không? Dạ đúng rồi chị. Đúng, cũng phải chấp nhận thôi. Vậy là 2-1 vẫn thuộc về Kira. Câu hỏi tiếp theo này các bạn, đặt tay vào chuông này. Theo bạn, khi rảnh rỗi đối phương thường làm gì? Kenji. Em nghĩ là Kira khi rảnh rỗi thì sẽ xem video của nhóm BTS. À không. Đọc truyện. Ừ, như vậy là hai đều đúng không nào? Câu hỏi tiếp theo này, ai thua là phải bị phạt đó. Theo bạn, địa điểm yêu thích của đối phương mà đối phương thường lui đến là ở đâu? Kenji. Ra em cũng không biết nhưng mà em sợ thua. Trả lời đại. Ủa trừ điểm á nha. Trừ điểm á. Trả lời sai là bị trừ điểm đó. Ờ, gần đây thì thấy Kira hay đi xem phim với một thành viên trong nhóm. Hoặc là đi chắc đi trà sữa. Em nghĩ con gái là hay đi trà sữa. Đáp án chính xác của Kenji là? Dạ, trà sữa. Đáp án của Kira là gì? Dạ không. À, thực ra trà sữa thì dạo gần đây em cảm giác như là mình không nên ăn nhiều đường quá. Uh-huh. Mình thấy là mình nên thanh đạm lại. Dạ đúng rồi. À, địa điểm yêu thích của em là phố đi bộ. Phố đi bộ. Tỷ số của chúng ta sẽ là 3-1. Tại vì Kenji trả lời sai thì có nghĩa là em bị trừ 1 điểm. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo này. Bài hát mà đối phương thích nhất là bài gì? Kenji. Em... Tại chuông bạn nhảy quá đấy. Em nghĩ là Kira sẽ thích nhạc của BTS. Uh-huh. Thì em nghĩ là bài, em biết là bài gần đây nhất đi là Dynamite, đúng không? Dynamite cũng là một bài em thích. Uh-huh. Nhưng mà... Đáp án không phải là đáp án, không phải là đáp án. Thế đáp án của Kira là? Đó là bài Blueberry Eyes của Max. Trời ơi, không liên quan gì đến BTS hả? Không, thực ra là có liên quan đó chị. Vì fit một đoạn rap nhỏ của Suga trong BTS. Em nghe vậy em cứ thấy hay, em thích. Bây giờ tỷ số của chúng ta đang là 3-0. Rất tiếc và chia buồn cho Kenji. Hai câu hỏi tiếp theo, các bạn cố gắng nha. Theo bạn, khi nhìn vào gương, đối phương thích ngắm bộ phận nào nhất trên gương mặt? Thôi, nãy bấm bên này rồi thì... Kenji, em phải trả lời rồi. Không biết nữa, em nghĩ là tóc à? Chưa chính xác. Thì đáp án nó cũng hơi kỳ kỳ. Mình cũng chọn đại thôi. Tại vì chắc là mình bình thường mình nhìn vào cái đó nhiều nhất. Uh-huh. Là răng. Răng. Ờ, thế giống mình. Ủa hả? Ừ. Vậy hả? Hai bạn cùng có một đáp án giống nhau. Tại vì tụi em từng niền á, niền răng á. Là chăm sóc răng miệng rất là quan trọng. Hai bạn cười một cái với quý vị khán giả đây nào. Đó. Câu hỏi cuối cùng này. Bây giờ mình chơi lớn một lần đi cho nó trầm trồ. Chơi lớn. Là được cộng bao nhiêu điểm chị? 5 điểm. Ok. Nếu như ai trả lời đúng thì người đó sẽ giành chiến thắng tuyệt đối. Các bạn chú ý này. Theo bạn, điều đối phương mong muốn làm nhưng chưa làm được là gì? Có. Chia sẻ mà mong muốn mọi người thường là những mong muốn, ví dụ hôm nay đói quá muốn ăn cái gì đó, hay là hôm nay cảnh giác lắm. Cái này em nghĩ là em sai, nhưng mà em chỉ đoán thôi. Bạn Kira sẽ không quên, sẽ nói chung là sẽ cẩn thận hơn trong mọi thứ. Nhưng mà chứ là con này nó rộng quá, nhưng mà không phải đáp án mà mình ghi. Thế đáp án của Kira là gì? Dạo gần đây á, thì mong muốn, thật ra mình có nhiều mong muốn luôn, nhưng mà dạo gần đây cái gần nhất á, là mình đang rất muốn giảm cân. Tự hứa là sẽ sau khi thi tuyển sinh là sẽ giảm cân. Xong tới khi sau khi thi tuyển sinh thì mình nghĩ là thôi ăn đi trước khi vô học đi, giảm cân để áp lực học tập sẽ làm mình xuống ký. Xong vô học á là đi ăn chật á, của bạn bè. Xong được bạn bè bao ăn cái kiểu. Xong giờ mình vẫn chưa hoàn thành được cái ước nguyện đó của mình, cho nên mình đang rất là cay cú và rất là tiếc. Vậy nếu như có được cơ hội trả lời về phần của Kenji thì Kira sẽ nói gì? Em nghĩ ngay từ đầu là sẽ liên quan tới âm nhạc rồi, nhưng mà em không biết là nó cụ thể là cái gì. Chắc là sản phẩm sẽ rộng rãi hơn, phổ biến hơn, và cũng như là hit cái gì. Cũng đúng. Kenji nói là đúng rồi đấy. Tất nhiên rồi, cuộc chơi nào cũng có cái luật của nó. Thì như vậy phần thắng tuyệt đối đã thuộc về Kira. Và Kira có quyền đưa ra thử thách dành cho Kenji. Cho em gửi.
chị có cảm thấy hình phạt nào? Kenzie cõng Kira và hát một bài ở trong chương trình King of Rap mà em đã từng thi, để xem sức mạnh của đàn ông thể hiện trong chương trình như thế nào. Em sợ anh tắt thở. Yên tâm đi, trời em ơi, trông to khỏe được kia cơ mà. Ok, để coi thử sức mạnh. Ok, được không? Tại vì mỗi lần em chứng kiến bạn thích đất á, em có thấy buồn cười, không bao giờ bạn làm được. Em không biết thích đất thôi, nhưng mà... Còn cõng thì chắc được đúng không? À, cõng chắc được, không mất sức bằng. Ok, rồi. Okay. Thử thách của Kenzie sẽ là cõng Kira và rap một đoạn trong một bài hát nào đó em đã từng thi ở trong chương trình King of Rap. Ok. Được không? Rồi, xin mời hai bạn lên trên chiếc sân khấu này. Mời em. Trời ơi, em bạn thực hiện thử thách mà em lo giùm luôn. Không sao đâu. Em sợ em té. Cõng Kira nha và hát một bài rap nào đó trong King of Nặng Rap. Quá, nha. Nặng. Ok. Và bài em rap sẽ là bài Thủy Thần, một bài mà em Ok, chị bèn cái nón của em lên để em tỏa sáng hơn này. Ừ. Em sợ. Cứu em. Cứ xong và cứ bước tiếp, không bao giờ mình dừng lại. Dù những khó khăn trong gai, từng trải qua nhiều thất bại. Và thế giới này, muốn cách đẹp, ta cần phải sốc công. Ấy thế mà, trước mắt ta vẫn còn những bất công. Xin lỗi, ta đã có đầy đủ khó khăn, cách mấy thì cũng không ganh đua. Cố gắng với những thứ khập khiễng chỉ vì xuất xứ của mình ta nên thua. Chấp nhận sự tự phụ phàng, hay núi cao rồi cũng sẽ tan. Nhưng mà quyết tâm, anh như là biển dù ra sao vẫn không thể cạn. Em biết cái nào có cái này mà. Đau. Ủa? Sợ em kêu. Em ổn không? Okay. À không, thực ra chỉ phải hỏi Kira, em ổn không? Em sợ ấy hả? Trời ơi, làm quá à. Rất là cảm ơn hai em đã tham gia vào trò chơi đầu tiên này, rất là vui nhộn rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng về với vị trí của mình để trò chuyện với nhau gần gũi hơn nhá. Dạ. Yeah. Các bạn thân mến, vừa nãy thì chúng ta đã được giao lưu với nhau một chút xíu xíu đó thông qua trò chơi đầu tiên phải không nào? Thế nhưng mà qua đó sẽ giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về các bạn, không chỉ là xoay quanh công việc về lĩnh vực âm nhạc này mà còn là cuộc sống nữa. Yeah. Các bạn có thấy là hai bạn hiểu nhau nhiều không? À, sau vụ này thì em mới biết là nhóm mình 4 năm cũng như 1 năm. Kenzie thì sao? Em thì ra là Kira là một người trong nhóm thì ít nói với ít mở lòng mọi người thì qua cái trò chơi hồi nãy thì mình cũng cảm thấy mình hiểu được một chút ít một phần nào đó của Kira. Thật á hả, em ở trong nhóm ít nói lắm hả? Chị nghĩ em có ít nói không? Không, chị nghĩ không, bạn ấy không ít nói đâu. Có khi chị nghĩ là Kenzie mới là người ít nói đó. Dạ không, em không ít nói. Ngầm á chị ơi. Ngầm á hả? Ngầm. Thì sau trò chơi đó chị nghĩ là hai bạn sẽ có cơ hội hiểu nhau hơn nữa. Ngoài ra thì qua cái phần trò chơi vừa rồi thì quý vị cũng sẽ hiểu rõ hơn về các em, không chỉ là qua những cái dự án âm nhạc trước đó mà thời điểm hiện tại, thí dụ như là Kenzie đang tham gia vào chương trình đó là King of Rap, cũng có thể nói là rất là bùng nổ trong năm nay. Đó còn Kira thì bạn không phải là một rapper nhưng cũng là một ca sĩ tiềm năng rất là trẻ trung với nhiều tố chất, với nhiều tài năng phải không nào? Chị cũng rất muốn hỏi là hiện tại hai bạn hoạt động và sinh hoạt ở trong nhóm V336 như thế nào? Hiện tại bởi vì tụi em đang là trong lứa tuổi học sinh cho nên là buổi sáng và buổi chiều là tụi em học bán trú ấy. Nên là sẽ dành thời gian cho việc học kiến thức ở trên trường. Còn sau đó là từ buổi chiều đến buổi tối thì tụi em sẽ đến công ty sinh hoạt cùng nhau tập thanh nhạc, cùng nhau tập nhảy và cũng như là tập những bài hát mới cho nhóm nhóm của mình. Thứ bảy chủ nhật thì thỉnh thoảng sẽ có những buổi quay hình hoặc là những buổi mà tụi em sẽ làm việc với YouTube ấy, để đăng những clip để giao lưu với các bạn fan rồi cũng như là làm việc livestream ở trên Facebook, trên fanpage của tụi em. Trước đó thì chương trình cũng đã mời đến hai thành viên ở trong nhóm P336, đó chính là Việt Thi và Winner. Còn ngày hôm nay là được diện kiến hai bạn đấy. Yeah. Ngoài bốn bạn đó ra thì còn có những thành viên nào đó khác không? Giờ là còn chị Hana với lại anh Mon. Như vậy là có 6 thành viên tất cả đang hoạt động chính thức ở trong nhóm của mình. Vậy thì trong nhóm của chúng ta đó thì các bạn sẽ phân chia vai trò của mình như thế nào? Ví dụ như là Kenzie. Trước đây em là trong vocal line của nhóm, là phần hát em sẽ đảm nhiệm phần hát. Chị lại cứ hình dung em là một rapper chính của trong nhóm. Nhưng mà em còn cả đã còn đảm... cái đó là trước đây thôi, nhưng mà từ bây giờ là em đảm nhận vị trí rapper của nhóm. Ra là như thế. Thế còn Kira? Em thì xưa giờ vẫn là vocal. Nhưng mà dòng nhạc của các bạn có liên quan đến nhau nhiều không?
Thực chất lúc đầu ấy, nhóm em tập hợp lại với nhau là thông qua một dự án đào tạo là sẽ casting rất là nhiều tỉnh thành. Thì em thật sự dòng nhạc lúc đầu của em không liên quan gì tới cái hướng mà nhóm hiện tại đang theo hết. Là em hát dân gian đương đại với dân ca. Thật sự lúc mà vào thì em cũng cảm thấy như bạn Kim Chi có nói là em ít nói với không mở lòng ấy, thì đó là giai đoạn đầu đúng thật là như vậy. Là tại vì em cảm thấy mình hơi lạc lõng, mình hơi không giống với mọi người, với lại em cũng không quen mọi người trước, từng quen mọi người trước đây như những bạn còn lại á, nên thật sự khó để hòa nhập được. Em cũng kiểu nhiều lúc chơi một mình. Ê, nhưng mà tại sao lại có thể trái ngược như thế nhở? Em rất là thích nhóm BTS này. Hồi nãy em có chia sẻ là giai đoạn trước đây em không hề tiếp xúc nhiều với internet, cũng như là đó là thế. Bắt đầu vào BR6 á thì mọi anh chị và cũng như là các bạn á bắt đầu kiểu là hội nhập chứ. Xong em hòa nhập với cộng đồng. Dạ đúng rồi, em bắt đầu em tìm hiểu, xong em biết mình thích cái gì. Chứ trước đây thì dòng nhạc mà em nghe trước đây là ảnh hưởng nhiều là từ cha mẹ. Ba mẹ em rất là thích dòng nhạc đó. Vậy bây giờ cái phong cách âm nhạc của em là thiên hướng về thể loại âm nhạc gì? Thật ra là cũng tùy ấy. Ý là kiểu em cũng không có theo hẳn một dòng nhạc nào hết. Ví dụ nhiều lúc em nghe lại kiểu dân ca em vẫn thấy cũng rất là thích, cũng rất là hay. Tại vì đó là dòng nhạc truyền thống của Việt Nam của mình. Thì em thật sự em cũng không có cụ thể một cái style nhạc nào riêng hết. Mình cứ thay đổi và mình cứ thử sức nhiều phải không? Kenji thì sao? Thể loại âm nhạc nào mà em đang theo đuổi? Dạ thì ra thể loại em đang theo đuổi là rap hip hop ạ. Thì nhưng mà chắc chắn là trong những sản phẩm rap của em thì nó sẽ không phải là rap không rồi. Tại vì là em nghĩ là mình có thể hát được, nhưng mà thì mình có thể đem vào rap để mình... Hai bạn có biết sáng tác không hay mình chỉ là biết hát thôi? Có bạn này thì biết sáng tác. Có, em thì em mọi người biết em là rap thì em có thể sáng tác rap được rồi. Và ngoài ra thì trong thời gian mà Covid thì em cùng với một chị chung trong nhóm Ohio là cùng công ty với em thì có sáng tác một bài là cùng thổi bay Covid, là để cho cổ vũ tinh thần mọi người. Thì đó là bài đầu tiên em sáng tác. Rất là thú vị đấy. Nói chung là chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất là nhiều những cái cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Ngoài ra thì các bạn có tham gia vào những cái khâu khác khi mà mình sản xuất âm nhạc không? Về sản xuất âm nhạc thì em có chơi chung với một hội làm các anh về làm nhạc, sản xuất âm nhạc. Thì em có theo chơi chung với các anh và các anh cũng chỉ em một chút kinh nghiệm thôi. Và em cũng chủ yếu là tự học là chính. Cho nên là thế, nếu mà tính bây giờ mình làm thì chưa được, nhưng mà trong tương lai sẽ làm được. Chị đã biết nhóm B336 là một cái nhóm được định hướng như là một nhóm nhạc toàn năng. Liệu đó có phải là cái tiêu chí đầu tiên khi mà công ty hiện tại đang quản lý các em á, tìm kiếm các em để huấn luyện các em hay không? Thật sự đúng thật là nghệ sĩ toàn năng ấy, là tụi em làm rất là nhiều mảng, không chỉ là về ca hát, về nhảy. Thì trước đây tụi em đã từng kiểu tham gia diễn xuất. Có một vài anh chị trong nhóm em kiểu tham gia đóng rất nhiều bộ phim, kiểu từ phim chiếu rạp tới phim bộ, phim lẻ. Thì thật sự em cũng không phải là về khía cạnh của diễn xuất luôn. Em cũng chỉ là kiểu support mấy anh chị và thỉnh thoảng có vài bộ phim em tham gia thì cũng không rành về mảng đó. Và còn khía cạnh khác mà em thấy nhóm em cũng có vài anh chị đang theo đuổi là về MC ấy. Như chị Việt Thi lần trước thì thật sự chị rất là hoạt bát và kiểu lanh lợi á, cho nên chị nói hoạt ngôn á rất là nhiều từ và em cũng rất hâm mộ cái khía cạnh đó của chị. Và nhiều lúc chị cũng được kiểu như là công ty hỗ trợ. Em thấy là đó là nhóm em đang hướng tới là một nghệ sĩ toàn năng và có thể làm nhiều khía cạnh trong nghệ thuật. Chị thấy là cái ngôn ngữ hình thể của em cũng rất là hay. Ngay như trong cái lúc mà chúng ta chờ đợi để quay đó, chị để ý Kira có những cái ngôn ngữ hình thể rất là thú vị. Bạn ấy dường như là một người rất là nhiều năng lượng. Em nhảy rất là giỏi phải không? Hồi nãy em đã nói là lúc đầu em không biết gì về dòng nhạc này cũng như là nhảy gì hết á. Em mới bắt đầu vào nhóm là em bắt đầu tập với mọi người. Em bị thụt lùi, kiểu lúc đầu em kiểu cách một khoảng rất là xa vậy nè. Xong em cố gắng em theo. Thì bây giờ là em đã đạt đến cái trình độ là có thể nhớ bài được nhanh hơn lúc trước. Chứ em cũng không phải là nhảy giỏi. Kenji có biết nhảy không em? Dạ, em biết nhảy à. Trước khi em vô nhóm là em đã thử rất là nhiều khía cạnh của nghệ thuật à. Ví dụ như là đi người mẫu hay là... À, có luôn hả? Dạ có, em đi từ hồi nhỏ xíu à. Hay quá ta. Xong rồi em học hát, sẽ học nhảy. Và em cũng có trước khi vô nhóm thì em tham gia một nhóm nhảy. Cũng tài năng phết đi nhờ.
Thế là lại có thêm nhiều yếu tố để Kira có thể là tham khảo, học hỏi bạn đúng không? Yeah. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời khép lại phần 1 ở đây, bởi vì chị tin là sẽ còn có nhiều điều thú vị hơn nữa, nhưng chúng ta sẽ dành lại, nhường lại ở phần 3 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ 2, đó là thử thách cùng với khán giả. Các bạn thân mến, đến với phần 2, đó là thử thách cùng với khán giả. Chúng ta sẽ tham gia vào một trò chơi nhỏ nhỏ cũng rất là thú vị, đó chính là Whisper, tức là thử thách thì thầm. Trước mặt của Kenji đang là hai chiếc tai nghe. Thì lượt chơi đầu tiên sẽ dành cho Kenji ha. Yeah. Rất đơn giản thôi, mỗi người sẽ có 3 cụm từ. Nhiệm vụ của người đưa ra thử thách này cho đối phương á, đấy là các bạn sẽ đọc từ khóa này, nhưng với điều kiện là không được khé răng. Đó, vẫn được phát ra tiếng, vẫn được dùng ngôn ngữ hình thể, nhưng không được khé răng. Đó, chị rất là khó, chị biết rất là khó. Biết đâu đấy lại khám phá ra được một cái năng khiếu mới của mình chẳng hạn, đúng không nào? Yeah. Nghĩ trò này sẽ rất là ức chế. Đôi khi là cuộc sống nó cũng vùi dập mình nhiều lắm. Đó, thông qua trò chơi thì chúng ta sẽ thử xem là cái sự chịu áp lực của chúng ta tới đâu, yeah, được không okay. Nhé. Lượt chơi đầu tiên sẽ dành cho Kenji, và từ khóa của Kenji là... Ok, sẵn sàng. Vì 9 Vì 10 Vì 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 Huyền Vì Vì Trời Trên Trời Trời Vì trời Vì Huyền trời Vì trời Vì trời Không Không Mưa Ấm Ấm Không Không lạnh Ấm Vì trời không mát Ấm 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 Vì trời không ấm Ừ Nên 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 Vì tôi, trời không ánh nên tôi Mặc 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 Áo 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 Ấm Áo ấm Vì trời không ấm Nên tôi mặc áo ấm Cho ấm Cho Ấm Vì trời không ấm Nên tôi mặc áo ấm cho ấm Đúng rồi. Ồ, xuất sắc. Đáp án của chúng ta là vì trời không ấm nên tôi mặc áo ấm cho ấm. Ồ, xuất sắc, xuất sắc. Từ khóa tiếp theo dành cho Kenji là tên. Này hơi căng. Chị. Tôi. Chị. Tôi. Chị. Chị. Nhập. Rải. Nhập. Chị nhập. Tắm. Chị nhập, nhập, lấy nhập, nhập, lại nhập, nhập, chị nhập, 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 bới, vô nặng, vô nặng, 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 nhập, nhập, lấy, nhập, lấy, nhập, mẹ, hôm qua từ khác yêu mưa, râu, 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 rau 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 nhặt rau nhặt nhặt rau chị bẻ rau nhặt rau lượm rau à bức à nhặt làm cơm á làm đồ ăn á nhặt rau nhặt nhặt rau rau nè rau nè khuấy rau à nhặt nhặt đúng rồi chị nhặt rau à rồi rồi muốn rồi chị rồi. Nhặt rau muốn rồi rồi luộc rồi chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi à chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi yeah. Ừ rồi, chính xác lạ cái là từng câu từng chữ không trả lời được mà nguyên câu trả lời được có thể dịch được và bây giờ chúng ta sẽ đổi lại hai bạn đổi vị trí cho nhau luôn nha Rồi, từ khóa đầu tiên dành cho Kira là... Cẩn thận lộ đề nhá. Cú. Lú. Cú. Lú. Đú. Bú. Sú. Lú. Tù. Lú. Lú. Quét. Lú. Lú. U. Lú. Bao nhiêu từ, bao nhiêu từ? Tám. Tám. Lú. Lúa, lúa. Đúc. Lúa. Từ thứ hai đi, từ thứ hai đi. Trên. Lên. Cấu hình. Lên. Lớp.
lên lớp làm lượn lúa nếp là lúa nếp làng à. Lên lớp làm lợn no nê ơi lại câu đó quên lúa lên lớp lớp làm lợn no nê lúa lên lớp lớp làm lợn no nê chính xác đáp án của chúng ta là lúa lên lớp lớp làm lợn no nê. Tiếp theo 8 chữ. Chùm hoa bắn đùng súng sung xuê chùm hoa súng xuê sút mưa chùm hoa súng xuê chính xác đáp án của chúng ta là chùm hoa súng xung xuê suốt mùa mưa. Xuất sắc. Hai bạn cảm thấy trò chơi này như thế nào? Em là người trả lời mà em cũng ức chế. Thật quá khó đúng không? Dạ đúng. Nhưng dù sao thì các bạn cũng đã rất là cố gắng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo nhé. Dạ. Các bạn thân mến, trong phần 2 thử thách cùng với khán giả thì chúng ta sẽ cùng có một cái thử thách tiếp theo. Đó là hãy chia sẻ về tin đồn của bạn. Mỗi người 2 tin đồn. Chị biết là với lứa tuổi của các em và mới tham gia vào lĩnh vực âm nhạc chưa lâu nên là cũng đôi khi cũng không biết là có tin đồn nào đó không. Thì nếu như mà có thể thì các em hãy chia sẻ 1 đến 2 tin đồn. Nếu như mà nó chưa đúng thì các em sẽ có cơ hội để bày tỏ với quý vị khán giả để quý vị có thể là hiểu rõ về các em hơn. Chắc là Kenji trước đi nhỉ? Em ạ? Em không biết, nhưng mà em không biết đây có phải tin đồn không. Nhưng mà thường thường thì các màn trình diễn của em trên King of Rap thì em có xem lại. Thì em thấy có một bình luận là bảo bài của em là giống kiểu lấy ý tưởng 80% của một cái bài khác. Viết về Tây Du Ký của anh Hoa Thần Vũ. Nhưng nếu như theo quan điểm của em thì em thấy là nó có giống không? Dạ không, tại vì sau nhờ cái bình luận đó mà em mới bắt đầu xem cái bài của anh. À, ra là như thế. Nói chung là em xem bài đó thì em cũng khá ấn tượng. Tại vì là ok là mình cũng là gọi là trùng hợp đi. Thì mà anh đó thì nói bài mình lại giống một cái bài như thế thì mình thấy cũng vui, cũng đáng mừng cho mình. Mình 15 tuổi mà mình làm được như thế thì cũng vui. Chị hiểu ý của Kenji, tức là mình còn đang trẻ nhưng mình cũng có cái cách nhìn nhận nó rất là sớm về cuộc sống, về công việc, về tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đôi khi là mình giống ý tưởng một ai đó, nhưng cái quan trọng là màu sắc mà em đem tới cho quý vị khán giả thông qua cái sản phẩm của em thì mới là quan trọng nhất, bởi vì đó là tinh thần của em chứ không phải là của ai cả. Được không? Mình cứ suy nghĩ tích cực hơn một chút, được không nhỉ? Kira, suy nghĩ rất lâu. Em có một cái nó hơi hài hước một chút, một cái bình luận trên TikTok của em, trên tài khoản TikTok của em, thì em đọc thì em thấy hơi buồn cười. Người ta hỏi em là có phải đi sửa mũi không? Em không biết tại sao lại hỏi em như vậy luôn. Thì mũi em thực sự rất kiểu nó không có đẹp á, nó tẹt. Nhưng mà nếu mà ví dụ nhìn dưới góc nghiêng á, nghiêng vào một chút á, thì mũi em nó thẳng với lại nó nhỏ. Đúng rồi. Nên là nhiều người sẽ nghĩ chắc bạn này cũng mới biết, lần đầu thấy em hoặc là mới biết nhóm hay sao. Tại vì em lúc đó em mới có 14 tuổi à, em chưa đủ tuổi để làm mấy cái này. Em thấy buồn cười lắm, em nghĩ đó là tin đồn của em. Mà chị nghĩ là chị cũng không rõ được là nội dung chính xác cụ thể bạn ấy viết như thế nào. Nhưng mà thôi mình cứ nghĩ tích cực đi. Có lẽ là bạn ấy thấy mũi em đẹp quá cho nên là hỏi do một tí. Chắc là bạn đó cũng nói cũng không có gì ác ý đâu. Bạn đó chỉ hỏi là Kira dạo này đi sửa mũi đúng không? Thì hỏi vậy. Chắc là bạn ấy cũng có ý tốt thôi chứ không phải là có ý xấu phải không? Rồi, tin đồn tiếp theo của Kenji là cũng vui vui thôi. Những người mà chưa gặp em thì bảo em chảnh ạ.
Nhưng mà tại vì em là một người ngại bắt chuyện với những người lạ. Nhưng mà một khi mà em đã quen rồi thì em quậy tới bến luôn chị. Thế à? Nói chung là những bạn mà trong lớp em thì ai mà chơi với em thì cũng hiểu em quậy như thế nào, mà chúng nhóm vậy em quậy ngầm đấy phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Chắc em cũng giống bạn này ấy. Kiểu tụi em đang còn trong môi trường trường học ấy, với lại môi trường kiểu showbiz ấy, nhiều người kiểu này nọ ấy. Nên là tụi em hay bị hiểu lầm là kiểu chảnh ấy. Với lại thêm một cái yếu tố nữa, ngoài cái yếu tố là em cũng kiểu hơi nhát với người lạ, là em bị cận. Nên là nhiều lúc thật sự trong trường có nhiều bạn kiểu nhận ra em và họ chào á, nhưng thật sự em nói thiệt là em không có thấy được. Em kiểu mỗi lần kiểu cảm giác xung quanh em mơ hồ lắm, em luôn trong trạng thái hoang mang và lo sợ không biết có ai đang chào mình hay không. Và nhiều lúc mình cũng lỡ người ta đang chào nhưng người ta không phải chào mình mà người ta chào người đằng sau mình, mình chào lại thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Cho nên là em mới ít khi nào đi ra ngoài lớp đó, em thường chơi nội bộ trong lớp không? Nói chung là đôi khi mình cũng khó tránh được những cái tin đồn nó không được đúng về mình. Rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ những cái tin đồn liên quan đến mình, có thể là đúng, có thể là sai, nhưng ít nhất là chúng ta dám đối diện với những cái tin đồn đó để chúng ta học cách là trưởng thành hơn, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo, đó là nói thật. Trong phần nói thật này thì rất đơn giản thôi, đấy là các bạn hãy ngồi đối diện với nhau, chia sẻ một vài điều gì đó về đối phương để bạn ấy có thể hiểu được cái thông điệp của mình, được không nhỉ? Dạ, ok. Có thể là 3 điều mà các bạn thích về đối phương, hoặc 3 điều mà mình cảm thấy là bạn ấy cần phải khắc phục, phải thay đổi, chỉnh sửa một điều gì đó. Ok. Ok. Okay. Rồi, hai bạn ngồi đối diện với nhau đi nào. Ai trước? Điều gì ta? Nói trước đi. Đặc điểm mà mình yêu thích nhất là bạn luôn lạc quan. Là trong mọi tình huống bạn rất là lạc quan, dù là mọi chuyện có xấu hay là mọi chuyện tốt như thế nào thì vẫn giữ tinh thần lạc quan, thì đó là một điều tốt. Ok. Có thể là chìa khóa giúp gỡ bỏ những rắc rối. Ok. Hay quá. Kira, thật ra em thấy điều này từ rất là lâu rồi. Là thật sự đối với em á, Kenji thật sự rất là giỏi. Sao ta có thể làm rất là nhiều thứ và kiểu rất là chỉnh chu. Và cũng như là kiểu mỗi lần mà làm công việc ấy thì luôn luôn kiểu thật sự làm bất ngờ. Nhiều lần Kenji làm Kira rất bất ngờ về những sản phẩm của mình, nên là thật sự tài năng của Kenji được Kira rất là hâm mộ. Đấy là Kenji này. Mình chuyển qua phần okay, chưa được. Phần mà chưa được đúng không? Đúng, thẳng thắn nha. Cũng nhấn mạnh lại là mình hy vọng là bạn sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc. Ví dụ sau này không có nhóm nữa thì cũng tự ý thức được bản thân là không quên đồ hay là hay là quên hộp đậu đi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cũng sẽ cố gắng. Còn phần mà mình nghĩ bạn cần phải khắc phục, em nghĩ là không chỉ Kenji đâu mà cả nhóm nam luôn á, là kiểu chắc là tại bạn đang trong độ tuổi lớn ấy, cho nên là rất là nhây. Kiểu nhiều lúc nhây mà kiểu đi quá luôn á. Xong nhiều lúc đang cần bàn về vấn đề chính nhưng mà lại lan qua những vấn đề khác, rồi nhây riết, rồi tự nhiên không đúng vào trọng tâm luôn. Đây là điều đó mình nghĩ là bạn cần phải khắc phục. Ok. Cô gái chính chuyên của chúng ta đây rồi. Rất là cảm ơn hai bạn. Lâu lâu có một bữa kiểu gọi là thẳng mặt ngồi nói chuyện với nhau ấy. Tại bình thường kiểu nhóm là toàn là nói chuyện chung, hoặc là thật sự là các bạn nam thì thường sẽ hiểu nhau hơn và kiểu chia sẻ nhau nhiều hơn, còn các bạn nữ thì sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn. Đây sẽ là cơ hội hiếm hoi phải không? Nhưng chị nghĩ đây là một điều rất là cần. Bởi vì khi mà chúng ta chơi với nhau, chúng ta hòa nhập với nhau ở trong một tập thể, cái sự thẳng thắn là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể là bày tỏ bằng cái sự thiện chí thì chị tin chắc là đối phương sẽ luôn luôn hiểu và sẽ cố gắng để chỉnh sửa bản thân đối với những cái điều mà chúng ta cảm thấy là chưa được ưng ý cho lắm. Rất là cảm ơn hai bạn với những cái sự chia sẻ vừa rồi. Dạ. Kenji và Kira cảm thấy hài lòng không? Cảm thấy là vui không? Dạ ok, em chấp nhận. Có điều gì đấy ấm ức trong lòng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 có tên gọi là trải lòng nhé. Dạ. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 đó là trải lòng. Thì trong phần trải lòng này, Kim Anh mong muốn các bạn chia sẻ nhiều hơn nữa. Đầu tiên đó là liên quan đến nhóm nhạc của các bạn P336. Thì trong quá trình mà các bạn hoạt động nhóm với nhau đó, có nam, có nữ, có nếp, có tẻ, thì các bạn có cảm thấy là mình khó khăn trong việc hòa nhập với nhóm của mình hay không? Thật sự
làm việc trong một tập thể mà kiểu trước đây kiểu em cũng không có, tụi em cũng không quen nhau ấy, và có nam có nữ và tất cả các độ tuổi khác nhau, chênh lệch về tuổi tác, ý nghĩ này nọ rất khó, tại vì thậm chí là cả về gia đình cũng không hiểu hết nhau thì tụi em thực sự rất khó hòa nhập trong khoảng thời gian đầu. Thì đặc biệt là đối với em ấy, là khoảng thời gian đầu là em kiểu mọi người nghĩ luôn á là em kiểu tự kỷ ấy. Thì có người nhận xét em là như vậy luôn. Cho nên là thật sự em cũng rất muốn hòa nhập với mọi người, nhưng mà không phải sao tiếng nó khó dã man rồi. Em cũng kiểu cố gắng và tự nhiên thật sự bây giờ qua 4 năm rồi cũng dần dần. Nhưng mà em cảm nhận được là hình như vẫn chưa thật sự kết nối với nhau nhiều lắm. Như là hồi nãy chị ấy, em với Kenji kiểu nói chuyện với nhau ấy, thì chị thấy kiểu cục vẫn còn cái gì đó nó hơi đúng kiểu... rồi, có nhiều sự e ngại. Một phần là do tính cách này, một phần là do lứa tuổi của các bạn này, một phần nữa là bởi vì chúng ta có giới tính khác nhau, rồi công việc bận rộn về việc học hành các thứ nữa, cho nên là chúng ta rất là khó để có thể là có cơ hội ngồi lại với nhau như thế này. Cho nên là cái thử thách vừa nãy ấy, chị thấy rất là đáng yêu đúng không? Hai bạn rất là chân thành với nhau và cũng rất là yêu mến nhau, chị cảm nhận được điều đấy. Với góc nhìn của Kenji thì sao nhỉ? Với em thì đúng là thường thường là cùng giới tính nhau thì mọi người sẽ dễ nói chuyện nhau hơn, chủ đề nó giống nhau hơn, thì cho nên là nó dễ hơn. Các bạn vẫn còn đang là lứa tuổi rất là trẻ, có 14-15 tuổi thôi. Bạn nhỏ tuổi nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 15 ạ. À 15 là hai tụi em là nhỏ tuổi nhất. Dạ đúng rồi. Thế còn lớn tuổi nhất là bao nhiêu? Dạ là 18. À 19. À 19 tuổi. 19, 19. Thế thì thực ra cũng không phải là chênh lệch quá nhiều. Bây giờ thì các bạn vẫn còn đang rất là trẻ, phải tập trung học hành rất là nhiều. Thế thì cái việc mà các bạn sắp xếp về thời gian hoạt động với nhóm này và việc học như thế nào? Cái việc đó là cái việc em trăn trở rất là nhiều luôn, tại vì em cũng rất là muốn hoàn thành tốt cái phần về phần học tập trên trường. Em cũng rất quan trọng việc học của mình, nên là để chia đều phân bố ra cả hai bên á, thì đối với em nhiều lúc em cũng hơi áp lực chút xíu về vấn đề đó. Về phần bài tập về nhà đặc biệt, tại vì mình không có thời gian để mình làm ở nhà, nên tụi em phải cố gắng hoàn thành hết trên lớp, cũng như là về bài kiểm tra cũng vậy. Nên là tụi em đang trong lứa tuổi là vừa mới thi tuyển sinh xong nữa mà kiểu chuẩn bị thi đại học nữa. Nên là áp lực thì có áp lực, nhưng mà kiểu tụi em vẫn có động lực để tiếp tục với nghệ thuật ấy, là kiểu có các fans của tụi em, và cũng như là tụi em đã cố gắng tới chừng này ở cùng với nhau tới 4 năm rồi, và cũng như là có một con đường rất là dài phía trước, và ai cũng có ước mơ, ai cũng có mục tiêu cả. Nên đó cũng là động lực để tụi em có thể bước tiếp, không có từ bỏ, mặc dù nhiều lúc hơi stress thì nhưng mà không sao. Còn Kenji? Em thì cũng giống như là Kira thôi, là buổi sáng, hầu như là buổi sáng tới chiều là em học trên trường. Rồi sau đó thì em cũng có đi học thêm rồi, là tới 7 giờ rưỡi hơn thì em sẽ học xong thì em sẽ đi lên hoạt động nhóm. Và về thì tối thì thức khuya một chút xíu để làm bài tập. Còn đôi lúc thì nếu không có bài thì em chuẩn bị viết rap cho những vòng tiếp theo của King of Rap chẳng hạn. Có những hôm mà kiểu phải thức xong rồi tại gửi chương trình xong rồi duyệt này nọ nữa để mà rất là nhiều phân công đoạn rồi rất là nhiều công việc để mình phải hoàn thành trong cùng một ngày. Gia đình của các em có ủng hộ các em không? Có, ba mẹ em rất là ủng hộ, tại ba mẹ em cũng thích nghệ thuật lắm. Mà nhỏ là em có nói là em thi dòng nhạc kia thì ba mẹ em cũng là người mà kiểu cho em tiếp xúc rất là nhiều. Sau đó sau này vừa sống là ba mẹ dẫn em để đi casting. Chúc mừng nghe, bởi vì là ba mẹ rất là ủng hộ con đường âm nhạc của em á. Kenji? Dạ thì ba mẹ em cũng ủng hộ em, cũng có nghe bài của em xong rồi cũng góp ý và cũng hoàn toàn ủng hộ em theo con đường này. Nhưng mà mình cũng nhận thức được là mình ngoài đánh đổi vào cái đó thì mình cũng phải đạt được một cái thành tích tốt trong học tập, thì đó là cái mà em phải đổi lại để cho... Đúng rồi, chính xác. Bởi vì là chúng ta còn đang trẻ. Quan điểm của chị cũng giống như là các bậc phụ huynh ấy. Mình làm cái gì cũng được nhưng mà phải hoàn thành về việc học văn hóa, bởi vì đó là cái nền tảng. Cho nên là nó sẽ áp lực đối với các em rất là nhiều. Có bao giờ các em nghĩ rằng là thôi bây giờ mình phải lựa chọn một trong hai không? Thật sự là hồi xưa á, như bạn Kenji nói là em kiểu vô tư lắm luôn á, em kiểu không có nghĩ gì nhiều hết. Xong kiểu em cứ nghĩ là mình cứ ai giao cái gì mình làm cái đó thôi. Mình ôm đồn quá hả? Dạ đúng rồi, mình cứ, tại vì thật ra ba mẹ cũng dẫn em đi casting rồi. Em cũng là nghe theo ba mẹ để em đi casting. Xong vào thì có những cái dự án này nọ bên công ty kêu làm thì em làm, bên chuyện học với bài tập về nhà gì thì em làm, em cứ làm hết.
sinh đến một ngày ấy thì bên công ty em có hỏi là các em muốn như thế nào, định hướng như thế nào này nọ. Xong mới bắt em mới bắt đầu em biết suy nghĩ ấy. Xong nhiều lúc em ngồi em suy nghĩ nhưng em vẫn không biết em nên chọn cái nào, và cũng nói chung là khó. Tự nhiên hồi đó mình cảm thấy mình kiểu không có biết chọn cái nào, nói chung là em chăn trở suy nghĩ nhiều lắm. Rồi đến cho đến một ngày sau này ấy, thì em khi mà kiểu bắt đầu mà kiểu đỡ không còn suy nghĩ nhiều như trước á, mặc dù em vẫn chưa có đáp án chính xác được nhưng mà em vẫn cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì mình cứ làm tốt phần của mình. Kenji thì sao nhỉ? Bây giờ vừa tham gia trong nhóm này, lại vừa việc học này, bây giờ em lại còn đang tham gia King of Rap này, thì em sắp xếp như thế nào vậy em? Sáng tới tối là em đi học rồi, thì những lúc khuya hoặc là lúc đi trên đường tự nhiên có một cái ý tưởng gì đó, chữ nhảy tự nhiên nó có một cái câu nào đó hay hay thì em sẽ note vô một cái điện thoại của em, thì khi nào em có hứng thì em viết. Thế cuộc thi đó tính đến thời điểm hiện tại đó, em cảm thấy là mình đã đạt được cái điều gì? Đối với bản thân em thì em đã tìm được qua từng vòng của cuộc thi luôn, thì em đã biết được mình có một cái ý là mình có khả năng thích nghi với từng thể loại trong rap à. Ở trong cuộc thi này thì em cảm thấy đối thủ nào là đáng gờm nhất, nặng ký nhất đối với em? Thì em cũng được hỏi câu này khá nhiều nhưng mà chỉ có một người mà em thật ra là cũng nhiều người nặng ký lắm nhưng mà người em thấy nặng ký nhất là anh Rich Joy. Vì sao nhỉ? Bạn ấy có cái lợi thế nào mà em cảm thấy đáng gờm như vậy? Tại vì trước khi mà anh Rich Joy nổi tiếng lên là tại vì do những trận battle của anh với các rapper khác là anh là rất là chiến. Nhưng mà trong cuộc thi thì em biết thêm là anh có rất là nhiều nội dung mà nó rất là hay. Và anh cộng thêm cái tính chiến của anh nữa thì rất là hay. Vậy là em thích cái máu chiến của bạn ấy. Dạ. Em đang thiếu cái đó và em đang cần cái đó phải không? Dạ đúng rồi. Sau cuộc thi đấy thì em nghĩ là cái định hướng âm nhạc của mình nó có nhiều thay đổi không, hay là vẫn là cứ là rapper thôi? Dạ thì em có vẻ hơi nhiều áp lực trong câu hỏi này phải không? Đúng rồi. Trước mắt thì em vẫn nghĩ tới là mình sẽ là rapper thôi. Hiện tại là rapper thôi. Thế thì em thường lấy ý tứ ở đâu, hay là chất liệu ở đâu, ý tưởng nào để em có thể là viết ra được những cái lời nhạc đó? Thì khoan nói về bài về tình yêu này thì hầu như là tất cả các bài rap của em là về, mọi người có thể thấy trong chương trình King of Rap thì em hoàn toàn viết về cái nhân vật cổ tích rồi. Thì từng nhân vật cổ tích thì em thấy em có thể liên kết được với lại những cái gì em thấy trong cuộc sống hiện tại của em. Ví dụ như là chị có bao giờ nghĩ là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh vì sao mà vì sao mà vua lại cho những cái xính lễ mà hầu như là hoàn toàn là thuộc về có lợi cho Sơn Tinh cả. Thì em thấy cái đó, điều đó là điều bất lợi cho Thủy Tinh. Cho nên em đã lấy được chất liệu là sự bất công của Thủy Tinh và em đem vào bài rap thì hầu như là trong cuộc sống của em trải nghiệm được thôi. Hay đấy. Như vậy là trong thời gian sắp tới là bọn em sẽ chuẩn bị ra mắt một sản phẩm âm nhạc của riêng nhóm. Thế còn solo? Thật sự bạn này vừa mới ra hai sản phẩm luôn. Thời gian vừa rồi thì em cho ra mắt ba sản phẩm ạ. Đó chính là một sản phẩm là bài Thủy Thần của em, là bài nãy em vừa chia sẻ. Tiếp theo là bài cùng với một anh trong nhóm là viết về bố. Và vừa gần đây nhất là một sản phẩm về chè đậu đỏ là... Chè đậu đỏ hả? Dạ. Lạ quá vậy. Dạ là ý là bài đó em sẽ viết về câu chuyện của những người ế à. Thì những người ế trong ngày thất tịch thì thường ăn chè đậu đỏ chị. Rồi, trời ơi, bài đấy hợp với chị quá cơ. Này, khi nào mà ra mắt bài đó là nhớ gửi cho chị Linh nhé nha. Dạ. Còn riêng em ấy là sắp tới đây thì em sẽ cho ra, em đang ấp ủ ấy. Cùng với lại các chị của mình sẽ có một bài kiểu ba nữ chung với nhau. Và cũng như là sẽ có một bài riêng solo của em, và lần đầu em được solo luôn. Đó là một ca khúc tiếng Anh và cái nội dung nó cũng khá là sâu ấy, ý là em cũng chưa có thật sự tìm hiểu, thật sự va chạm cái nội dung đó nhiều, nên em đang kiểu cố gắng để có thể hoàn thành bài hát đó được tốt nhất.
đang trong quá trình. Hôm nay chị thấy rất là vui bởi vì là hai bạn còn rất là trẻ nhưng mà nhiều năng lượng tích cực này truyền tải đến với quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai em một lần nữa đã dành thời gian của mình đến đây chia sẻ với chị cũng như là quý vị khán giả rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống, về công việc cũng như là những cái ước mơ hoài bão của các em trong tương lai. Không có gì hơn đấy là chị xin chúc các em thật nhiều điều tốt đẹp. Với tài năng, với vóc dáng, ngoại hình cũng như là sự thông minh của các em thì chắc chắn là trong tương lai còn có nhiều điều thú vị hơn nữa. Sự nghiệp của các em sẽ ngày càng nở rộ hơn. Chỉ với một điều duy nhất thôi, đấy là hãy tin vào chính mình. Đừng ngại thử thách, cũng đừng ngại sai. Chúng ta cứ dấn thân làm những điều gì mà chúng ta cảm thấy tin tưởng nhất. Đấy là điều mà chị muốn gửi gắm đến cho các em trong chương trình ngày hôm nay. Và các bạn ơi, quý vị ơi, đừng quên là ủng hộ cho hai bạn ấy để các bạn ấy có thêm nhiều tinh thần lạc quan hơn, tích cực hơn để chúng ta có nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Phải không ạ? Yeah. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo. Xin chào.